Ok, chào anh em. Nay mình sẽ cắt móng chân cho anh em xem nhá. Mình sẽ dạy. Ơi. Cứ để đấy. Em xin phép mọi người là em cắt móng chân cho móng chân em hơi dài. Đấy, sạc. Được luôn. Lại sắc các anh em ạ. Ý xài cắt cái để nó đẹp tối đi tán gái nha anh về nhá, thứ hai gặp đấy. Vậy là hai anh bạn cùng quê mình đã về rồi anh em ạ. Hai bạn cùng quê mình đã về, mình mấy lúc nữa mình cũng về nha anh em. Mấy nữa mình cũng về, mình đi lên đây làm gần được một tháng rồi anh em ạ. Mình cũng về chơi với em già, chơi với ông bà, rồi mình lại lên lại tiếp tục ra video cho anh em. Lại tiếp tục ra video cho anh em xem. Xót quá anh em ơi. Chảy máu luôn anh em ơi. Cạo nha. Lại tiếp tục cắt. Mình phải cắt đẹp đẹp tí tối mình đi tán gái nha. Người ta nhìn thấy móng chân mình dài quá người ta ghét mình, người ta bảo là thằng này không biết vệ sinh cá nhân anh em ạ. Thế là mình đã cắt xong một bên, đã đến bên thứ hai. Thơm lắm anh em ạ. Sắc không anh em ạ. Chắc lắm. Chắc lắm, chắc lắm. Cắt kiểu này thôi nó đó anh em ơi, thì là mình đã cắt xong đấy anh em nhé, tạm biệt anh em, bye bye.